Nguyên ngày cầm đồ. Thằng gái. Đoán nghề lương cao qua hình ảnh. Anh trai của bố là bác. Bác học. Đúng rồi. Wow. Các bạn thấy vợ mình thông minh chưa? À thế à? Người này người ăn vạ này. Người này người ăn xin à? Phải nghe này. Đây là ngủ cũng ra tiền. Nghề nha trộm này. Nghề bất tính nhân sự hả? Đây là nghe rồi. Bất động này. Sáng này. Bất động sáng. À bất động sáng. À người này là sân bóng sách đi. Sao? Đi sách bóng. Bóng đi. Cái này dễ lắm. Sân sân sách. Sân là sai. Sân là sai không phải là sân rồi. Đi sách bóng. Bóng sách đi. Biên tập viên. Đúng rồi. Biên tập viên. Cái này dễ thế. Nghề này là nghề streamer này. Đúng không? Không phải. Đúng đúng. Bội độ, độ, độ bội. Nghề nghề này là nghề ném đá dấu tay này. Độ. Độ. Nghề. À, bộ đội. Đúng rồi. Chơi gì? Mày cảnh sát này. Các nghề nghiệp thôi đừng đi. Cảnh sát này. Đúng rồi. Cực kỳ thuyết phục. Nghề ngày nghề xây cầu này. Xây cầu. Chịu. Nghề kỹ sư cầu đường. Cái cầu này là ở Đà Nẵng này. Thì là nghề này là nuôi đà điểu à? Nghề không biết. Nghề đẻ con à? Thế rồi. Cầu thủ. Cầu ca. Bán thuốc giảm cân. CL là nghề CL. CEO. 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 Ảo thật đấy. Nghề này là nghề công à? Lái các vật container. Bao công. Không rồi. Đây, cái này chuẩn luôn, phi công mà. Ơ, gần đúng. Công chúa. Nghề là nghề phi công, nghề gì? Không phải. Ô, phi công. Vả cái mày một phát bây giờ. Lao công. Đây là Andy này, công an. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. À, nghề này là nghề đánh gôn, chơi gôn. Rồi, chơi gôn này ra. Chơi gôn. Nồi chảo, à nồi à. Đầu bếp à? Rồi. Có nhớ chưa? Nghề sư. Cái gì? Dễ này, cái này dễ lắm. Cầm con phóng lợn thì chỉ đi đòi được thuê thôi. Kỹ sư à? Cái đúng. Nghề Phật sự. Bái sư. Cầm cái giáo mà trên thỉnh kinh là những Tôn Ngộ Không à? Đúng rồi. Xem phim Hàn Quốc ít thôi. Phim Hàn Quốc hợp bị chỉ giỏi lắm. Giáo sư nhưng mà hết lượt rồi. Đúng không? Giáo sư. À. Đúng là con trai của ta. Đây là thầy thuốc. Vừa cái giáo xong. Giáo. Thuốc giáo. Nghề nghề bán thuốc. Giáo viên. Đúng rồi. Súp súp tóc mỡ à? Cái này là người súp lơ.
về hát dạo này. Tóc mỡ. Đúng rồi. Ai đồ top top à? Top mỡ. À, nghề Trần Quốc Toàn bóp nát quả cam. Nghề bán cam. Bán hoa quả. Lữ bố là trong Liên Minh Huyền Thoại gì nè. Anh nói nghiêm túc. Bùa đâu. Nghề cầm chuôi. Nghề cầm. Đây cầm chuôi mà. Nghề kiếm ăn. Cầm đồ à? Nghề nghề cầm đồ. Chơi cũng toán này, kiếm này, toán kiếm là kiểm toán. Khó quá. Đồ đều. Nghề kiến trúc sư. Đúng không? Được. Gái xinh là xinh gai. Xinh gai. Nghề gái mới nghề... là nhiều. Nghề. Ơi con ơi, nghề hàng gái. Cái là ngân hàng này, cái sát thủ này. Nghề này là nghề bán gia thú. Nhà báo. À, nghề con kia là con sĩ kìa. Nghề này là nghề bảng kìa. Ngoại hàng Anh. Ngoại sĩ. Gần đúng. À, này có khi là đấu sĩ nhá. Gia sĩ. Thằng này ăn học đầy đủ thế này. Công lên ba nhảy này. Nghề vũ công này. Không phải. Công ca. Nghề nhạc công. Đúng rồi. That's the wrong number. Nghề này là nghề não cá bạc à? Nghề đây là nghề cờ bạc bịp. Bài tay viên. Bài à? Viên này. Chịu đây. Viên, công tố viên. Bán thịt lợn. Hết rồi. Phát thanh viên. Châu Nhật Phát. Âm thanh. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Rồi, đây là phi lao à? Không đúng. Không đúng anh. Đây, đoán mấy lần rồi này, đây mới đúng này, phi công. Được rồi. Phi công. Cái này là... bán quần áo này. Nghề... cái này chỉ virus thì chỉ bán thuốc thôi. Nghề... chịu ạ. Hơi khó. Covid à? Nghề test Covid. Mày bị điên à? Nghề... bán... bán được. Bán không phải à? Ừ. Phiên dịch. Phiên dịch. Ôi giời ơi. Cú láo. Này cái củ. Không biết luôn. Phi mờ là phim. Nghiên cứu phim. Cù phim, phim cu. Cù phím, phim cu. Hai cái kia. Cù trọng xoay. Xoay phím. Phim xoay. Cù lao tràm. Cù xoay phim nữa. Quay phim. Nghề trọng tài hôn. Nghề dừng nắng.
Hoàng hôn, hồn hoang, hoàng hôn, trọng tài, trọng hôn, trọng hoàng, hoàng trọng. Điên à? Trọng tài, hoàng hôn, tài hôn, hồn tài. Anh sau à? Anh sau là hoàng hôn. Vì là... Thôi, không biết. Tài xế chiều. Cái ngủ, hô cả. Tổ nghề. Con cái. Mũi tên ong. Ông thở ra con gái vô. Ong hồ, hố hố ong. Đây là ong mật này. Mật là liên quan đường này, sugar này, hồ này, hiền. Không phải, nhầm. Sugar baby à? Mày đừng có bốc quét. Ong với biển. Nghề là nghề hồ ong. Hồ ong. Nghề bắt ong. Đây là ong thợ này, đây là hồ này. Thợ hồ. Ong thợ đi. Đấy. Nghề này nghề nhắn tin bán chữ ký. Nghề thư ký. Đúng rồi. Thư mà. Nani? Nghề giáo. Tại vì vật lý này đếm số này với cả các thứ nghề giáo gì đó. Anh phân tích vật lý à? Nghề số học à? Đây là nghề lý học. Nghề phân tích số. Nghề thì có số quá nè. Nghề đánh lô. Nghề đánh lô có số. Nghề lý số. Nghề nước phân tích gần đúng. Vật lý này, hóa trị này, nguyên liệu này, vật lý trị liệu. Ôi trời ơi. Nghề cánh đuôi công. Đuôi công này là nghề phi công. Cánh công là cống cánh là nghề nghề làm cống. À, nghề canh cống. Canh cống. Nhiều mũi tên là nhiều mũi tên đấy. Vũ công này. Rồi.